chưa đủ 18 tuổi, không có chứng minh thư, thậm chí còn mặc cả đồng phục cấp 3 như thế này. Thế nhưng, những em học sinh này vẫn dễ dàng mua một lon bia hay một chai rượu mà không nhận được bất kỳ thắc mắc gì của người bán. Không chỉ cửa hàng này, mà hàng loạt các cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng tiện lợi khác có vẻ đều không hề biết đến quy định cấm bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi. Hộ thì chẳng ai bán thì nó toàn mua nhà cho nhà nó. Nhưng mà làm sao mình biết là nó mua cho nhà nó hay là mua cho người khác? Biết. Ý là bây giờ mình mua rượu bia mà có phải xuất trình chứng minh thư không? Dạ, không ạ. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Mua thì bán, đó là những câu trả lời vô tư đến từ người bán. Vậy câu hỏi được đặt ra là, quy định được đưa ra để làm gì khi không ai muốn thực hiện nó? Theo các luật sư, vấn đề chính nằm ở việc hoạt động bán lẻ rượu và bán rượu để sử dụng tại chỗ gần như bị buông lỏng hoàn toàn và không phải chịu bất kỳ một cơ chế quản lý nào. Nó không khác với luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng khi các cơ quan chức năng không biết ai phạt, phạt ai. Để giải quyết vấn đề thì cái việc mức xử phạt cao hay thấp thì nó cũng chỉ là một mặt của vấn đề mà thôi. Một cái để giải quyết được triệt để vấn đề này đó là chúng ta phải xây dựng được những cơ chế, những cái biện pháp phù hợp để đưa các quy định này vào trong thực tiễn cuộc sống để cho các hành vi vi phạm đều phải có thể bị phát hiện và xử lý một cách nghiêm minh. Như thế thì nó mới tăng cường được cái tính răn đe cũng như là tạo ra cái nhận thức cũng như cái thói quen mới trong người dân. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính trung bình mỗi người Việt Nam trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm, nhiều hơn so với Trung Quốc và cao gấp 4 lần so với Singapore. Sử dụng rượu, bia là thói quen tiêu dùng đã tồn tại lâu đời ở nước ta, được coi là phương tiện giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, việc gia tăng tiêu thụ rượu, bia như hiện nay không chỉ khiến hao tổn nhiều về sức khỏe, tiền bạc mà cả những hệ lụy khác. Quy định cũ vẫn chưa được đi vào cuộc sống thì quy định mới lại được đưa ra sắp tới. Và cũng không ai có thể biết được Nghị định 117/2020 sắp tới có được thực thi hay không.